nha. Chưa. Mời cả nhà miếng xương nướng. Chưa. Nó đang tập, hiểu không? Nó nói liên tục muốn nói chuyện đâu hiểu. Không nói cái gì đâu nói vậy. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì anh em mình có mua cái sườn heo rồi ướp sẵn rồi. Bây giờ mình bắt đầu nướng nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Bây giờ mình bắt đầu nướng nha. Đây, xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho miếng sườn heo lên và tiếp tục công đoạn nướng nha các bạn. Ồ à, bự ghê chưa. Hai miếng này để ngồi nước sau nhìn chứ quá trời bự rồi cả nhà. Thank you.
củi. Sao củi kia không lấy, để chị củi dài dữ vậy? Rồi. Đóng củi dưới đất kia nè. Mẹ thấy vậy nướng được không mẹ? Trời đất ơi. Gạch người ta mới làm nhà chưa xong tụi bay đi thôi. Sư phụ nữa rồi. Hầm cho nó nóng. Đừng qua Tết nên là mình xây nhà. Sườn nướng của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Nhìn có màu vàng ươm rất là đẹp luôn. Bây giờ nhà mình sẽ đem lên chặt nhỏ nó ra ha. Rồi tí nữa mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mình đem đi chặt nha các bạn. Nó nghe mùi thơm với mùi thịt heo quá trời. Gì ghê như mùi thịt heo nướng vậy ta. Tao có tiền nữa. Gì? Sáng ra mấy trăm, giờ tao vô mấy trăm. Được hả mẹ? Nhiều. Nó chở rồi đó. Thì 30, lại bị kia con dập thịt nữa đó. 30 bao, chặt làm 2 đại đi con ơi. 30 bao thì 390. Rồi, hiện tại món sườn nướng của nhà mình đã chặt nhỏ ra rồi nghe các bạn. Đây, nhìn rất là ngon ha. Hôm nay ngoài cái món sườn nướng này thì nhà mình còn có chân gà nướng nữa nè. Rồi thêm cà nướng nữa nghe các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái những cái món ăn này cùng với gia đình của mình ha. Mời cả nhà ăn sườn nướng với gia đình mình nha. Đã đi ăn chụp mà cứ lên hình hoài ngại trước mẹ luôn. Cũng chụp cũng có tiếng lên tới. Cả nhà ra hồi ăn sườn nướng ăn. Ủa nhông đâu không về hả? Rồi mời cả nhà miếng sườn nướng nha. Hai đứa à, hai đứa uống. Sao vừa tập á thì nấy nó bự bự bữa nào tới cứ là cứ tại cái này cái gì vậy? Tại mất ăn rồi. Mì nè. Mời cả nhà dùng sườn nướng nha. Ngon lắm luôn. Ăn cái kia đi làm bí, mà sẵn bỏ tủ lạnh, bỏ vô thố bỏ tủ lạnh. Má quên cho mẹ mày lấy cơm nữa. Nó nhiều, nó nhiều vậy, có chén con giàu á. Ăn thử miếng này coi. Có gì nói cho tao về nè, giờ nè. Miên nó đi đâu mà chạy vô đây giữ người ta. Trời ơi, bông cỏ nè. Nó mẹ ngửa đó. Mẹ vũ nó lừa lắm rồi sao rồi đem. Rồi, để bá đi. Rồi, tất cả các bạn miếng sườn này nghe các bạn. Được. Ngâm thầm ăn đĩa nè, ăn đi. Mày khỏi mời tôi quen được. Đói lắm nè. Lâu lắm mày, thấy cái cà này luôn. Không cần. Này hồi nãy của con thôi. Đó con heo sống rồi chết. Đó con heo thấy sống rồi nó chết. Đây nhóc à mẹ. Cái đó nướng nướng. Cái này hà, cái nướng gì nữa. Cái đó mẹ nướng qua thì thảy qua đó. À. Tính rồi. Tính rồi. Nó đây. Tốt qua đây à. Đúng rồi, cái người chỉ mua. Nó cái tù nó. Nó vô để cái tài, đi về có chạy theo à. Cái này cái cào ăn cho tiền về tôi phải gửi cho ban tổng đó anh ha. Nó mà muốn vậy bao lâu làm chén đầu á. Để em giấy anh. Chưa, từ từ. À. Gấp
gấp lắm. Da này da gấp lắm sợ mà da nổi. Đừng có ca đá camera dạ. Con nghe con. Dạ. Nhìn thấy thấy cha không? Thấy. Đẹp không? Dài quá. Mày đó nhà cha mày đẹp dài. Rồi à. Đẹp trai mà đẹp trai. Một con vậy mà. Hỏi đẹp trai chứ gì mà đẹp. Mẫu như nhiều loại số 4 cha. Yeah. Tình tự quy nè. Mốt ừ. Kêu đi tè đi tìm quá nha. Đó nè. Phải. Không cho đi tìm quá. Cha đẹp trai. Cha như vậy mà. Mà tự nhiên kêu người ta xấu. Tốt nè. Tốt đi. Cái lực không được. Xấu hoài à. Cái này nó lặn đó. Cái là đổ tên dạ vô lại nữa. Tôi cho biết một. Đồng lao. Nói đang nãy lên nè. Đồng lao. Đồng lao. Rồi. Được. Cái này em luôn hả? Ừ, nè, tôi. Này, này, nó đi cũng lần luôn đó, nhìn nó trời, nay mới chiếc mới đây. Này mà học rửa được cho bia đâu cho trời. Rồi vô nghe, vô nghe. Đâu rồi nè. Cái này mới nè. Đúng rồi, đó giờ đâu để ý. Cơm cuộn. Cơm cuộn đó giờ cũng cơm mình nè, cuộn gói cơm cuộn. Ngon lắm luôn á. Một cây đỏ. Ừ. Chị hai tính đi bơ bơ làm. Mê để cái giờ ra vô mà. Rồi, ngay cái hôm nãy còn có hai cái găng luôn lại sức cho con về. Nhưng mà làm tim mới được. Vậy làm gì đó. Cái gì mới tập rồi. Ngon của bà bá. Tập chị hai đó nó coi nó ngoài nè. Cái gì? Không biết. Một thằng cha luôn. Không có hù tơi. Nó nấu rồi nó cha. Hết rồi. Không nhớ muốn làm gì nữa. Nãy gọi nói gọi là làm một tô đi ăn mất công. Nó nói nước chấm thần thánh mà cứ làm không dám làm. Ăn không hết bỏ tủ em đem về. Ngon quá. Rồi. À, mình cũng dừng video đây nha các bạn. Nãy giờ ăn cũng no sai rồi. Mình tạm dừng đây đi. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.